Chào bạn. Bạn đang nghe audio chuyên mục bệnh thường gặp trên website mạng y tế vn khám phá những bất thường nơi vùng kín ngứa trong vùng kín do hậu quả của chứng viêm nhiễm hoặc do dị ứng với chất cao su của bao cao su thuốc diệt tinh trùng chất tẩy rửa ngứa. Những cơn ngứa dữ dội bên ngoài hoặc bên trong cơ quan sinh dục sẽ khiến chị em ngại yêu. Ngứa bên ngoài thường do các loại nấm như candida, các loại men do dị ứng bệnh ngoài da hoặc mụn rộp cũng có khi chỉ vì da khô do rửa quá nhiều và dùng những loại xà phòng kích ứng quá mạnh ngứa trong vùng kín do hậu quả của chứng viêm nhiễm hoặc do dị ứng với chất cao su của bao cao su thuốc diệt tinh trùng chất tẩy rửa chảy dịch bình thường âm đạo tiết ra chất dịch quanh trong không nặng mùi da nhiều hay ít cũng tùy vào chu kỳ kinh có mang thai hay không có uống viên tránh thai không nhưng nếu chất dịch này thay đổi màu sắc độ đặc có mùi lạ thì có thể do âm đạo bị nhiễm khuẩn và thường gặp nhất là nấm candida mùi lạ cơ quan sinh dục thường không bao giờ vô khuẩn nên thường có mùi đặc biệt xét về mặt đảm bảo sức khỏe thì những cố gắng nhằm khử mùi bằng hàng loạt các sản phẩm vệ sinh chỉ có tác dụng tức thì đôi khi còn gây kích ứng tuy nhiên khi thấy mùi thay đổi trở nên nồng nặc hơn thì cũng nên nghĩ tới khả năng viêm nhiễm phụ khoa những cơn đau khi yêu đau ở cửa mình thường do nguyên nhân cơ học. Có thể do quá trình khâu khi sinh nở, nhưng phần lớn là do nhiễm khuẩn âm hộ, âm đạo. Đau còn có thể do tổn thương tại chỗ do bệnh mụn rộp, ung thư và một số bệnh lây nhiễm qua đường tình dục do có mụn lồi lành tính trên da. Đau trong âm đạo có cảm giác như trà bằng giấy giáp là triệu chứng rõ rệt bị nấm. Đau vùng sâu hơn, khả năng bị viêm nhiễm nặng hơn ở bàng quang, tử cung, buồng trứng, khung chậu khó chịu do dị ứng tinh dịch. Một trong số những nguyên nhân gây nên tình trạng ngứa và rát âm đạo sau khi yêu chính là hiện tượng dị ứng với tinh dịch của nam giới. Nguyên do cơ thể chị em dị ứng với tinh dịch phụ thuộc vào hàm lượng và loại protein có trong tinh dịch, lời khuyên, quan hệ tình dục lành mạnh một vợ một chồng, dùng bao cao su khi quan hệ tình dục là giải pháp tốt để ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục và khắc phục chứng dị ứng tinh dịch, khi gặp các triệu chứng ngứa không nên gãi tra sắt bằng xà phòng hay dùng nhiều các sản phẩm vệ sinh vùng kín để thụt rửa khi chưa rõ nguyên nhân việc làm này gây biến đổi môi trường vùng kín có khi bệnh càng nặng hơn nếu thấy có dấu hiệu bất thường ở vùng kín cần đi khám bệnh ngay để được điều trị kịp thời